chưa được. À được rồi, được rồi. Đấy, của chú lại vừa cho anh chỉnh cái ốc to cho nó mặt nó nét nét rồi nè. Hơi mờ, anh phải nhìn vào màn hình. Nhẹ nhẹ ngược lại, tí nữa. Mờ rồi, mờ. Lại đi. Mờ. Nhẹ nhàng thôi. Tí nữa. Rồi đấy. Ra đây. Cái phòng thay đổi được chưa?